Trong ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump ông ta là cũng đã có một cái bài diễn văn về cái vấn đề mà thuốc Tây ở bên nước Mỹ của chúng ta nó quá mắc mỏ, và ông ta đã ban hành một cái đạo luật mới để cho Bộ Y tế của Hoa Kỳ tự động có thể mua thuốc từ những cái quốc gia khác, nhất là ở bên Canada, tại vì giá thuốc ở bên đó tương đối cũng rất là rẻ, thưa quý vị. Những người bệnh ở bên Hoa Kỳ của chúng ta phải trả tiền thuốc một cách cao khủng khiếp. Mặc dù những cái thuốc đó được chế tạo, được sản xuất ngay tại nước Mỹ của chúng ta, tuy nhiên những cái thuốc đó khi bán ra các quốc gia ở bên ngoài thì lại rẻ hơn khi mà những cái thuốc đó sản xuất tại Mỹ bán cho người dân Hoa Kỳ tại Mỹ để mà sử dụng. Cái vấn đề ở đây là tại vì cái thị trường thuốc Tây của Hoa Kỳ nó đi qua rất nhiều trung gian ở giữa, thì những cái cơ quan trung gian này họ đã tính thêm cái tiền lời của họ trong đó, cho nên khi mà xuống tới người bệnh nhân của chúng ta trả tiền quá là nhiều, và cái tiền đó các hãng bảo hiểm họ tính lên các người bệnh nhân của chúng ta. Cho nên trong cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump, ông nói rằng ông sẽ thay đổi hoàn toàn cái hệ thống mà cung cấp thuốc cho những người bệnh nhân của Hoa Kỳ, nhất là những người lớn tuổi, khi mà họ cần phải sử dụng những cái loại thuốc như là insulin, thuốc chích đó. Thì Tổng thống nói cái chương trình mới về thuốc Tây cho người dân Hoa Kỳ nó có thể giúp cho người bệnh nhân tiết kiệm được lên đến khoảng 40-50% và nhiều khi hơn như vậy nữa, thưa quý vị. Thì đây là những cái số tiền tiết kiệm mà giúp cho những người dân của chúng ta rất rất là nhiều. Và cái chương trình của Tổng thống, họ làm việc trực tiếp từ chính phủ mua thuốc và bán thẳng đến tay người bệnh nhân. Thì đây là những cái thay đổi trong tương lai rất là tích cực nếu mà chúng ta có một người Tổng thống như là ông Donald Trump lãnh đạo trong 4 năm sắp tới. Dạ vâng, thưa quý vị, là cái bài phát biểu của Tổng thống Trump ngày hôm qua dài 46 phút thì lát nữa anh em chúng tôi sẽ cùng nói về bài phát biểu đó. Nhưng cái điều mà chúng tôi muốn nói đầu tiên đó là một cái bài phát biểu gây xúc động và rất nhiều người đã khóc sau khi xem cái bài phát biểu đó của Tổng thống. Tuy nhiên thì sau khi bài phát biểu đó đưa lên trên Facebook và Twitter thì đã bị hai cái mạng xã hội này đã dán nhãn và cho rằng là có những cái vi phạm thật là vô lý, phải không ạ? Bên mà phe chống đối Tổng thống Donald Trump thì họ có thể họ nói bất cứ cái điều gì để mà họ hạ bệ Tổng thống Donald Trump mà thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có rất nhiều lòng hy vọng rằng là Tổng thống Trump ông ta đã có những lời tuyên bố, ông nói rằng nếu mà đến cái ngày mà chính phủ của nước Mỹ chưa có tuyên thệ, chưa có nói một người nào tổng thống, thì chính quyền Tổng thống Donald Trump họ vẫn cố thủ ở trong tòa Bạch Ốc đến khi nào mà mọi chuyện nó ngã ngũ, ông ta nhất định ông ta không rời tòa Bạch Ốc, tại vì ông nói rằng ông ta được chọn lựa trở thành tổng thống với một cái mục đích duy nhất, đó là bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ. Cho nên nếu mà hiến pháp chưa có thực thi được, chưa có một cái lời chấp nhận người nào tổng thống, thì ông vẫn là người tổng thống đương nhiệm và ông quyết định không rời tòa Bạch Ốc để mà bảo vệ hiến pháp, bảo vệ người dân Hoa Kỳ của chúng ta. Cho nên với những cái lời tuyên bố đó, chúng tôi cũng rất là tin tưởng. Và cái bài diễn văn 46 phút của Tổng thống nói chuyện với người dân Hoa Kỳ, một cái lời trần tình, thưa quý vị, ông nói rằng 100 năm sau nữa, khi những cái thế hệ con cháu của chúng ta biết được cái lịch sử xảy ra trong ngày hôm nay, thì ông muốn con cháu của chúng ta hiểu rõ cái lịch sử nó ra sao và những cái điều gì ông đã làm được, tại vì ông không muốn cái lịch sử nó bị xóa bỏ như trong thời gian qua mà bên Đảng Dân Chủ họ đã để cho những cái đám phá hoại nó lộng hành, nó xóa bỏ đi một phần nào đó lịch sử của chúng ta. Và ông nói rằng ông hứa ông sẽ tiếp tục không bao giờ ngừng nghỉ để mà bảo tồn cái văn hóa của nước Mỹ, bảo tồn cái đạo đức, cái giá trị của người dân Hoa Kỳ. Bởi vì ông nói nếu mà đất nước chúng ta không còn một cái hiến pháp nữa thì chúng ta không còn tổ quốc nữa, thưa quý vị. Một cái bài phát biểu mà được Tổng thống nói là quan trọng nhất trong cuộc đời của ông, bài phát biểu dài 46 phút được đăng ở trên Facebook cũng như là trên Twitter, nhưng mà ngay sau đó thì bị Twitter và Facebook là dán nhãn cảnh báo là vi phạm. Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao Tổng thống không có một cái bài phát biểu đó lên trên các cái hãng truyền thông mà ông lại dùng Facebook với dùng Twitter, bởi vì chúng ta cũng biết là các cái hãng truyền thông họ thiên vị như thế nào. Những cái bài phát biểu của ông thường là họ sẽ cắt
ghép hoặc là họ chỉ thông tin những cái gì họ muốn chứ họ không có đăng toàn bộ cái bài phát biểu của ông. Cho nên Facebook với Twitter là hai cái nơi mà Tổng thống có thể gửi trọn vẹn những cái điều mà ông muốn nói đến người dân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong cái bài phát biểu thì Tổng thống khẳng định rằng ông không phiền lòng nếu như ông thất cử nhưng phải thua trong một cái cuộc bầu cử công bằng. Tổng thống nói là chúng ta từng có cái gọi là ngày bầu cử, nhưng ngày nay thì chúng ta lại có tuần bầu cử và cả tháng bầu cử. Người Mỹ không còn được thực hành cái quyền lợi lớn nhất, đó là quyền được bầu. Là tổng thống thì ông không có trách nhiệm nào cao cả hơn là việc bảo vệ pháp luật và hiến pháp Mỹ. Đó là lý do tại sao ông quyết định phải bảo vệ hệ thống bầu cử đang chịu nhiều sức ép và nhiều chi phối như hiện nay. Tổng thống nghi ngờ hệ thống bầu cử Dominion mà Hoa Kỳ đang sử dụng hiện nay đã đánh tráo con chip điện tử. Từ đó thì nếu như bạn ấn nút bầu cho Tổng thống Trump thì lại nhảy sang tên ông Biden. Vì vậy thì Tổng thống cho rằng phải bầu bằng phiếu giấy, việc này mất thời gian hơn, nhưng đó là cái cách bầu cử an toàn nhất. Trong bài phát biểu thì Tổng thống còn khẳng định rằng là cỗ máy chính trị dân chủ đã lừa dối cử tri từ Detroit cho đến Philadelphia, Milwaukee, Atlanta và nhiều nơi khác nữa. Đặc biệt tại tiểu bang Wisconsin thì đảng Dân Chủ đã khiến cho ông thua một cách không thể tưởng tượng được tại một thời điểm trong đêm bầu cử, đó là lúc 3 giờ 42 phút sáng. Ngoài ra, Tổng thống còn chỉ ra những bằng chứng cho thấy là có sự gian lận lớn ở tiểu bang Pennsylvania và ở cả tiểu bang Nevada. Cuối bài phát biểu thì Tổng thống khẳng định một lần nữa rằng ông không phiền lòng nếu như thua cuộc, nhưng đó phải là một cái cuộc bầu cử công bằng. Đúng như vậy thưa quý vị, tại vì nếu mà cái hệ thống bầu cử của nước Mỹ mà có những cái vấn đề gian lận như vậy thì cũng giống như lúc nãy anh em chúng tôi nhắc, không ai trên thế giới, không quốc gia nào trên thế giới họ sẽ kính trọng nước Mỹ của chúng ta nữa. Tại vì họ với một người tổng thống mà gian lận như vậy mà được lên nắm quyền thì chuyện đó bắt buộc không ai mà có thể tôn trọng chúng ta. Bên cạnh đó thì trong cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi thấy rằng đây là một cái bài tổng kết mà Tổng thống đã nhắc lại tất cả những cái sự việc, những cái chính sách mà chính phủ Donald Trump đã gặt hái được trong thời gian mà ông làm Tổng thống 4 năm qua. Và rất là đúng thưa quý vị, tại vì ông muốn để lại cho những cái thế hệ tương lai biết rõ ràng sự thật những cái điều gì xảy ra trong lịch sử của Hoa Kỳ của chúng ta. Và đây cũng có lẽ là một cái bức thư trần tình cho người dân Hoa Kỳ để mà sau này lịch sử không thể nào mà viết lại, viết sai đi đối với những cái sự việc mà Tổng thống Donald Trump đã làm cho đất nước Mỹ và người dân Hoa Kỳ. Ngoài ra thì thưa quý vị, Tổng thống Trump ông ta cũng nhắc đến những cái mối nguy mà nếu ông Joe Biden trở thành Tổng thống của nước Mỹ. Tại vì ông nói rằng ông Joe Biden đã tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng là nếu ông trở thành Tổng thống, ông ta sẽ đảo ngược tất cả những cái chính sách đối ngoại mà chính phủ Donald Trump đang gặt hái được đối với chính phủ khủng bố của Iran và kể cả chính phủ Nga và chính phủ Cộng sản Trung Cộng. Và với những cái lý do này thì chúng tôi nghĩ rằng chính phủ Donald Trump họ bắt buộc họ phải tìm mọi cách để mà chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2020 này, và với bất cứ cách nào bằng những cách pháp lý để mà giành lại những cái lá phiếu hợp pháp cho từng tiểu bang để mà Tổng thống Donald Trump có thể mà gặt hái được cái sự thành công năm nay. Và họ đã có những cái hành động mà cho chúng ta thấy rằng là chính phủ Trump họ sẽ làm bất cứ điều gì để mà ngăn cản cho ông Joe Biden được bước chân vào tòa Bạch Ốc. Trong khi đó thì Tổng thống cũng có nhắc đến rằng là ông Joe Biden ông ta hoàn toàn ông có những cái ý định tiếp tục làm ăn buôn bán giao hảo với chính phủ khủng bố của Iran. Và chúng ta cũng đã rõ trong khi xưa chính phủ của cựu Tổng thống Obama họ đã đưa cho chính phủ của Iran 152 tỷ Mỹ Kim và một số lớn gần cả 100 tỷ Mỹ Kim họ đã chở bằng máy bay sang giao cho chính phủ Iran để mong mà xóa đi những cái vụ mà xảy ra đối với tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở Benghazi và 6 người lính siêu lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã bị tử vong
và chính phủ Obama họ đã như là trả tiền cho chính phủ Iran để mà giám nhiệm tất cả những cái vấn đề này. Thì đây là những cái mà vấn đề vô cùng quan trọng đối với nền an ninh quốc gia của nước Mỹ mà Tổng thống Donald Trump ông ta luôn luôn ông ta nhắc nhở đến những cái sự việc này có liên quan trực tiếp đến gia đình của ông Joe Biden. Và đây là cái lý do mà tại sao Tổng thống Trump ông ta nói rằng không thể nào để cho ông Joe Biden trở thành Tổng thống của nước Mỹ được, thưa quý vị.